Dạ Thái xin chào cả nhà. Hiện tại Thái đứng tại đường Lý Thường Kiệt, quận 10 và thành phố Hồ Chí Minh cả nhà. Con phố này là được gọi là chuyên kinh doanh về vật liệu xây dựng và đèn trang trí nội thất ha. Hiện tại bây giờ là Thái thấy là đóng cửa khá là nhiều luôn. Rồi tham quan mình dầm cùng Thái đi xem hiện trạng hiện tại cái đường này như thế nào cả nhà. Đây này cả nhà ơi, đóng cửa hàng loạt luôn ha. Đa phần những cái cửa hàng này là những cửa hàng mà nằm mặt tiền không luôn á. Chút xíu tao quay lại cái đường kia ha. Con đoạn đường này nó liền hai quận lận, quận 10 và quận Tân Bình đó cả nhà. Mình đi bên tay phải trước ha. Đây tình trạng mà để cho thuê nhà khá là nhiều luôn. Đây, người ta thuê bán cà phê luôn rồi, dưới hè luôn nè cả nhà. Còn lác đác vài cái cửa hàng bán thôi, còn đóng cửa hết trơn. Cái trung tâm thương mại mà CMC Laya đó, trước đây đó nó là lớn lắm á cả nhà, nằm mặt tiền luôn á, có dãy bên đó luôn, bán cũng vật liệu xây dựng và mà những cái cửa hàng mà điện máy nữa ha. Bây giờ thì đóng cửa luôn cả nhà ơi. Còn góc bên đây người ta nhà cho thuê chứ nè. Đây đóng cửa chưa. Đây cái hàng trang trí không á, sơn inox đồ đèn trang trí không, bây giờ đóng cửa chưa, cho thuê mặt bằng hết chưa. Ở đây cũng vậy nè, nó cho thuê hết chưa. Dài luôn. Ê, thăm quan tiếp cùng Thái ha. Còn hiện tại Thái đứng ở đây là phố Thời Trang ở quận 5 cả nhà. Con đường này là đường Nguyễn Trãi ha. Hồi xưa tới giờ nó là con đường sầm uất bậc nhất luôn á, là đa phần luôn là cái đường này là bán thời trang không ha. Còn nay còn đóng cửa tới đây luôn nè cả nhà. Đây là cửa hàng lớn của Hoàng Phúc nè cả nhà. Hoàng Phúc còn chạy mất tiêu nữa, là còn cái gì nữa đây, quá trời luôn cả nhà ơi. Càn quét từ phố vật liệu xây dựng cho tới phố thời trang ha. Còn đây là đồ ngủ xinh xinh nè cả nhà, trước đây cũng bán rất là đắt luôn, bây giờ cũng đóng luôn nè ha. Và xong ông dòng cùng Thái xem có phố thời trang này như thế nào cả nhà. Này đóng cửa hàng loạt luôn ha, còn lác đác những cái cửa hàng bán thôi cả nhà. Đây để nhà bán nè, bây giờ đó bánh xèo luôn, bánh lọt. Đây là hồi đó là cái cửa hàng này lớn lắm. Ê, khu vực này cho thuê không cả nhà. Đây đó thằng nghỉ bán luôn. Đóng cửa rồi cả nhà. Này, hồi xưa 2-3 căn. Đây cho thuê hết cả nhà ơi. Cái tòa nhà bên đó nó cao lắm á cả nhà. Hồi đó là cửa hàng này trang nó lớn lắm luôn á. Bây giờ đóng cửa luôn cả nhà. Căn bên đây cũng vậy ha. Rồi tham quan tiếp cùng dòng cùng Thái nữa ha cả nhà. Cửa hàng này hồi xưa lớn lắm cả nhà, bây giờ nó đóng cửa luôn nè. Con đường này sầm uất lắm cả nhà. Đây đóng cửa hết trơn nè, thì quán thịt nướng đóng luôn nè.
cái này là hồi đó là những cái quán này là lớn lắm, rồi bây giờ người ta nghỉ kinh doanh, nó trơn cho thuê hết luôn. Đây là cái quán Kim Trúc Phi nè cả nhà, nhìn rất là đẹp luôn, bây giờ đóng cửa luôn cả nhà. Đây bề thế lắm, bây giờ đóng cửa luôn hết ha. Rồi thông quan tiếp thôi cả nhà ơi, cả nhà đây nè, đây thanh lý nhóc hết trơn. Đây đóng cửa luôn cả nhà ơi. Con phố này nó nhộn nhịp lắm, xưa bây giờ thì đóng cửa hết trơn rồi cả nhà. Một số người ta bỏ mặt bằng hết trơn, người ta sẽ chịu không nổi. Do kinh tế mà suy thoái nè. Đây đóng cửa nè. À, đây cũng vậy nữa hả cả nhà. Đây cho thuê hết trơn luôn. Còn là mặt tiền không luôn á cả nhà. Thông quan tiếp dòng Phường Thái nữa ha. Đây là trong những quán pizza lớn nhất ở cái đường quận 10 này cả nhà, nhìn rất là đẹp luôn, mà bây giờ cũng đóng cửa luôn á cả nhà, quá trời luôn rồi. Này chiều ngang với chiều dài tầm khoảng 200 mét vuông đó cả nhà, nhìn rất là đẹp luôn, bây giờ đóng cửa luôn rồi ha. Bởi thế lắm này, con đường này đường chính nè. Chiều dài ghê lắm. Để cho thuê nhà luôn. Đóng cửa cũng khá là nhiều luôn ha. Nè, cho thuê nhà không nè. Đây mặt bằng tiền là lớn lớn không đó cả nhà. Đây Kingdom nè, nhà hàng Kingdom á, đóng cửa luôn nè. Rất nhiều ha. Đây Hoàng Phúc nè cả nhà. Đường này ngày xưa là sầm uất lắm, bán thức ăn nhanh, thời trang là rất là nhiều luôn. Con đường này bây giờ trở nên vắng vẻ lạ thường luôn á. Trước đây sầm uất lắm, khách hàng đồ với du khách đồ nó ghé đây nhiều lắm. Đường nó đẹp, thứ hai nó buôn bán sầm uất luôn, rất là nhiều. Bây giờ vắng tanh rồi. Đây cái bảng thời trang đây cho thuê hết trơn cả nhà.
bán lác đác thôi chứ không có khách đầu vô mua, nó cho thuê mặt bằng hết trơn ha. Đây cũng vậy nè, đây bản cho thuê nè cả nhà đó. Buôn bán không có khách khứa gì hết trơn. Thời trang này là câu gọi là cũng một phần là phố thời trang luôn cả nhà. Đây dân tanh ha, đây ngồi mà không có khách khứa gì luôn nè. Thì cho thuê như là 3 cái cửa hàng, 4 5 cửa hàng rồi. Đó. Đây cũng vậy nè. Thuê nhóc hết trơn. Hôm nay là 8 tháng 11 thay tháng 5 đỡ cả nhà, còn khoảng 2 tháng trước nó còn tệ hơn nữa. Người ta mở là hên tí vậy đó, chứ còn mà qua Tết mà tầm khoảng tháng 1 tháng 2 là thôi rồi luôn. Đóng cửa còn nhiều hơn. Xếp thời trang nhắn tin. Tiếng đường này cửa hàng nhiều lắm á cả nhà. Đây, giá cũng cho thuê không nè, bán lắc đác không. Đây đóng cửa hết trơn cả nhà ơi. Đây cho thuê hết trơn ha.